Một chiếc xe tải chở bắp đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất ngờ bị cháy gây thiệt hại nặng. Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn km 97 thuộc địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm trên, một chiếc xe tải thùng đang lưu thông theo hướng Nam Bắc bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do khoảng cách xảy ra vụ cháy nằm giáp ranh hai tỉnh, khá xa, việc di chuyển lên đường cao tốc không thuận lợi nên khi lực lượng chức năng đến nơi, phần đầu chiếc xe tải gần như cháy rụi. Trên xe tải chở một khối bắp trái vừa thu hoạch. Hầu hết bắp bị cháy, hư hỏng gây thiệt hại nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.